bài xanh chín đấy. Thì bài xanh chín các chú nữa. Chơi cho nó tử tế đàng hoàng nhá, không qua mặt được tao đâu. Mà chị càng ghê. Em muốn thế vui nào mà. Muốn thế nào tao cũng chiều nhưng mà. Rồi bị bận gì đâu. Nhưng mà vớ vẩn bị bận rồi đấy. Thôi bận rồi. Đúng vào gà đi và chịu. Đây. Tao cứ nhắc thế. Ok, được rồi, yên tâm yên tâm đâu. Còn chị này có vẻ xã hội gì? Xã hệ luôn đây là cái. Chắc thằng cu em này đây là thi công à? Có bằng kia chị. Chị đã cấp hai bằng cho nó chưa? Chị anh hai người cấp cho mấy cái. Một mai hai người một. Một thôi để em. Hơn tuổi mà cũng em kìa. Mà yêu nhau rồi thì để ai yêu nhau rồi thì nó phải là lên lên hương luôn. Bánh Nhi. Bỏ thì là bỏ luôn đi, nhanh đi. Là bỏ luôn đi, 4 điểm anh đi. Hai nhà bỏ, mình phải đánh rồi. Mấy triệu ra? 2 triệu, thêm 5 triệu. Mạnh tay vào. Đấy cái ván đấy là tôi chia nhá. Ồ, về 5 triệu. Ăn luôn. Giỏi nhỉ. Vào măn. Ôi giời, sợi. Ăn hết. Nó bảo rồi, có bạn lấy thì nó đánh như nào, cả thắng. 2 triệu. Xong đấy, chưa? Chưa đánh nó đẹp phân như này thì... Để phấn gì đâu. Còn nước thì bát thôi. Không có gan thì thôi. Là có gan. Xong chưa? Nước thì cũng có đấy nhưng mà. Đủ gà chưa? Chưa đánh đã dọa là không được đánh vớ vẩn. Thì ai có vớ vẩn gì đâu. Bám luôn. Bảo chị. Lên đi em. Tao phải nhắc thế. Thế cơ. Vớ vẩn. Lên tiếp em. Đúng. Thế cơ nhỉ. Lên luôn. Ok em. 2 triệu cân à? 2 triệu cân. Cân. Sau 4 em gì? Ê, nhanh đi. Tâm ha, bỏ mẹ đi. Lòng giòn thế nhỉ? Lòng giòn được. Cân đi ngửa thôi. À. 8 ăn đi. 8 ăn rồi, 6 đi. Không dám ngủ vấn thứ hai. Đây. Nhanh nhanh. Đây. Ăn cái tẩy này đi. Vào gà đi em, vào 1 triệu. Ok. Thưa. Rồi. Sợ ôi. Đứt người luôn. Bao nhiêu? 2 triệu cân. Đây là có 2 triệu. Chưa gì giờ lại ngồi đây. Cần đón. 1 triệu, 2 triệu cân. 1, 2, 3, 4. Thêm 5 triệu. Cái lên như này xong rồi bỏ đi cả. Thật. Ôi giời ơi. Mẹ thằng này có cái gì mà cái đánh vào à. Thế bao nhiêu? 5 triệu. Không ai tôi bắt mày thử xem là 2, 3, 4, 5 5 điểm tao cũng bắt mày chứ có vướng gì đâu mà. Đây. Vờ tiền em. Kinh rồi. Xem nào. Ui giời bao 5 liêng. Lúc thật lúc ảo không biết là nào mà lần đúng không ạ? Đâu phải ván nào cũng vấy đâu. Cái không điểm thì nó để ai không. Tưởng là có tìm bà chị là cái. Cái nào ơi. Không phải có cái nhá, bạn này có cái nhá. Rồi. Thích cái thì cái cho. Đủ chưa? Đủ chưa? Bà chị này thì có chơi môn nhạc cụ nào không? Càng trống biết hết. Đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn này. Sao phải hỏi vậy? Còn vậy 2 triệu cân đúng không? 2 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5. Hai ông vừa quy đây. Không chịu 10 điểm cái một lúc không điểm. Ê, ai bắt được mà. Bốc cái này. 6 điểm. 6 điểm. 6 điểm đánh là đúng rồi. Cầm lên này. Ơi còn tiền. Ơi đã cổ nhờ em bỏ 1 triệu thôi em. Tiền thế đây nhờ. Đây. Ngon chưa? Tốt gì á. Vậy đây. Xem đây. Bỏ đây. Bao nhiêu? Bao nhiêu ông thích đánh cho tôi bao nhiêu? Hả? À? Ông đánh bao nhiêu anh? Đánh bao nhiêu? 5 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. Xin phép anh em lấy ngoài 5 triệu nhá. Em cầm của nó 5 triệu cho anh. Mẹ bây giờ thôi 2 triệu thì tao mày. 3 triệu đi. Ôi giời ơi, có mấy cái đồng bạc long giòn. 3 triệu thì 3 triệu. Long giòn cái gì? Đánh đi. Mẹ ăn đi. Đây thì bỏ thì không có cái vị gì đâu. Này, phải đặt ra, biết được không? 2 triệu mày thua rồi. 5 triệu đâu, để ra đi. Từ em rồi đây rồi cứ để 5 triệu em cầm chưa 5 triệu em cứ cầm vào em bỏ đấy cho anh không cần đưa ra cầm em bỏ đi em không cần nữa nhà này anh đi 2 triệu cân nó nhẹ nhàng quá đúng không em bao nhiêu ok 2 triệu đưa đi
nặng lên 3 điểm rồi từng mạnh vui, tay và thêm nó 5 triệu đủ chạy 7 triệu là cân đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tay này cơ mà cân mấy là cân? 5 triệu cân tôi thêm 5 triệu ông 5 triệu cân cái 5 triệu 5. Bỏ hết rồi à? Bỏ rồi bằng bằng này, thêm 5 triệu 2, 3, 4, 5 yếu thì đi cái 10 triệu đi, cái 5 triệu cái gì thế đây có yếu đâu 2, 3, 4 được bao nhiêu cái quá đây, tiền 10 triệu đấy, tiền đây là 2 nhà đây rồi, đúng rồi đây rồi 5 triệu này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thêm 8 triệu 10 triệu anh cho em 1, 2 triệu cho nữa mình. Đi người ta có nhận được không? Ủa, nhận đi. Rồi. 10 triệu. Nhầm rồi, Là thêm 10 à? Thêm 10 đấy. Ông 15 là cân kìa. Đâu? Thêm 10 chứ vào 15 kìa. 15 đi cân. 15 cân. 3 điểm 4 điểm thì bỏ đi. Cân game. 3 điểm 4 điểm thì không vào trong này đâu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Cân thôi. Cân kìa. 3 điểm mấy là bỏ 10 triệu là cân. 10 triệu anh ơi. 1 2 3 10 triệu anh ơi. 4 đúng em ơi. 10 triệu nào. 7 8 9 10 đúng không? Wow, 10 triệu cân đấy. Cân à? Từ từ đã. Cân đi ngửa đấy. Mặt cả nó nốt chưa? 2 3 4 5 nó còn có quyền cắt lại. 6 7 8 9 10. Thích đánh láo cho anh láo luôn. Thêm bao nhiêu? Thêm 10. Ôi mày chết rồi. 10 triệu bỏ đơn giản của em. Đúng hàng rồi. 3 4. Ông này sao? Ôi mày gặp hàng rồi. Ông bạn này sao? 9. Hả? Đây. 10 triệu cân này. 1 2 3 10 triệu nữa đi. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 thêm đủ 15 triệu cho có tính răn đe. Đấy, một nhà này. 3 4 chạy đây. Bốn chạy à? Sao Liêng chạy thì mình đánh cái gì ta? Cút luôn đúng không em? Bao nhiêu? Liêng 234 đây. 234 mà. 234 thì cút lâu thì khó mấy nhỉ. 234 bài tiền to là cũng 15 triệu cân đúng không? Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 12, triệu. 13, 14, 15. Hết tiền luôn. Có thằng 1, bị cút luôn. 2, 3, 4, 5, 6. Thêm 6 triệu nữa. Hết tất tay luôn ạ. Hết tất tay đi vay tiền. Đừng có thêm nữa. Không, không đánh nữa. Chỉ đánh thế thôi. Không biết. Thế với ai có bao nhiêu mà đánh bao nhiêu? Không biết. Đây, bịt mẹ chốc vứt anh ra được. Đây, còn đây. Mình thêm không muốn vay thôi. 9, thêm 10 triệu. Xem là xem bài nào. Không có tiền. Anh không phải xem. Xem bài nào. Em mời anh bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 triệu cân. 10 triệu cân. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thêm 15 triệu đây. Thế là lấy của anh 25 triệu đúng không? Vâng, vâng. Đây còn mấy triệu này để anh... 4, 1, 5, 2, 3, thêm nữa để tao đi vượt tiếp. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thôi cân đi. Thôi cân cho nó nhỉ. Cứ gì nói là thua đúng không? Thế nào chả thua mà. Nhưng mà cân đi nó có còn tiền ở đâu? Đúng không? Còn thì mượn. Cân đi. Em ui giời sát bàn 6 rồi chắc là chết rồi. Bỏ cái tay xuống chị ơi. 3 con 6 cái tay 3 con 6 như được. Được này. Được đấy, được đấy. Đó. Áo thế. Áo. Đâu năm kia bỏ sớm đi. May đấy. Đây 2 3 4. Chạy sớm sớm đi. Niệm rồi, Ô. Niệm luôn à? Niệm luôn à? Không niệm. Xin vĩnh biệt cụ.